Cô thân ái chào các em. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học môn toán của tuần 28. Đó là bài luyện tập. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là các em sẽ được củng cố kiến thức toán học sau. Thứ nhất là về thứ tự các số có 5 chữ số. Thứ hai là các phép tính với số có 4 chữ số. Thứ ba là tìm thành phần chưa biết của các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Thứ tư là giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào bài tập của tiết học ngày hôm nay nhé. Bài đầu tiên cô hướng dẫn các em là bài tập 1 trang 148. Yêu cầu của bài này là gì? À, yêu cầu của bài này là điền số thích hợp vào ô trống. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô dãy số đầu tiên, 99.600, 99.601, ô trống, ô trống, ô trống. Các em hãy nhận xét cho cô xem số thứ hai như thế nào so với số thứ nhất. À, như vậy là cô thấy số thứ hai hơn số thứ nhất một đơn vị. Vậy chúng ta rút ra cách viết của dãy số này là số đứng sau lớn hơn số đứng trước liền nó một đơn vị. Các em hãy dựa vào cách viết của dãy số này viết tiếp cho cô số thứ ba, số thứ tư, số thứ năm vào dãy số nhé. Tiếp tục, các em quan sát cho cô dãy số thứ hai, 18.200, 18.300, ô trống, ô trống, ô trống, và tìm cho cô cách để viết được dãy số này. Các em hãy quan sát cho cô xem số thứ hai như thế nào so với số thứ nhất. À, cô thấy rằng số thứ hai lớn hơn số thứ nhất 100 đơn vị. Vậy chúng ta có nhận xét gì về cách viết của dãy số này? Đó là muốn tìm số đứng sau, ta lấy số đứng trước cộng thêm 100 đơn vị. Vậy các em sẽ viết tiếp các số còn lại trong dãy số này cho cô nhé. Tiếp tục, chúng ta cùng quan sát dãy số thứ 3, 89.000, 90.000, ô trống, ô trống, ô trống. Các em hãy nhận xét cho cô xem số thứ 2 như thế nào so với số thứ nhất. À, cô thấy rằng số thứ 2 lớn hơn số thứ nhất 1.000 đơn vị. Vậy, chúng ta rút ra cách viết của dãy số này là số đứng sau lớn hơn số đứng trước 1.000 đơn vị. Dựa vào cách viết này, các em sẽ viết tiếp cho cô các số còn lại trong dãy số thứ 3 này nhé. Cô mời các em làm bài, hãy viết cho cô các số còn lại vào ô trống. Cô mời các em cùng sửa bài với cô. Cô tin chắc rằng các em sẽ dễ dàng điền đúng các số cần điền trong dãy số. Phải không nào? Còn bạn nào làm chưa đúng hoặc là còn thiếu sót thì hãy lấy bút chì và sửa lại hoặc bổ sung cho cô nhé. Cô bắt đầu sửa bài. Dãy số thứ nhất, 99.600, 99.601, 99.602, 99.603, 99.604. Dãy số thứ hai, 18.200, 18.300, 18.400, 18.500, 18.600. Dãy số thứ ba, 89.000, 90.000, 91.000, 92.000, 93.000. À, vậy bài tập 1 giúp chúng ta ghi nhớ về thứ tự các số trong dãy số. Đó là trong dãy số, các số tự nhiên sẽ hơn kém nhau một đơn vị, các số tròn trăm hơn kém nhau 100 đơn vị, các số tròn nghìn hơn kém nhau 1.000 đơn vị. Sau khi đã tìm hiểu và nắm được cách điền số thích hợp vào dãy số, bây giờ chúng ta chuyển qua bài tập 5 trang 148 nhé. Đề bài yêu cầu gì? À, đề bài yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Cô có 4 phép tính sau. Phép tính thứ nhất, 3.254 cộng 2.473. Phép tính thứ hai, 8.326 trừ 4.916. Phép tính thứ ba, 8.460 chia 6. Phép tính thứ tư, 1.326 nhân 3. Đây là các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Các em đã được thực hành nhiều ở các tiết trước. Cô mời các em thực hành làm bài. Cô lưu ý các em nhớ đặt tính thẳng hàng, thẳng cột và tính toán cẩn thận nhé.
Các em hãy bấm nút tạm dừng video để làm bài. Cô mời các em cùng dò đáp án với cô. Bạn nào làm chưa đúng hoặc còn thiếu sót thì hãy lấy bút chì và sửa lại hoặc bổ sung nhé. Cô có phép tính thứ nhất, 3.254 cộng 2.473 bằng 5.727. Phép tính thứ hai, 8.326 trừ 4.916 bằng 3.410. Phép tính thứ ba, 8.460 chia 6 bằng 1.410. Cột bên trái các em chú ý dò cho cô, 24.06.000. Phép tính thứ tư, 1.326 nhân 3 bằng 3.978. Vậy bài tập 2 vừa ôn lại cho các em kỹ năng đặt tính và tính. Thì các em cần nhớ khi thực hiện phép tính cộng trừ thì chúng ta đặt tính thẳng hàng, thẳng cột, ghi dấu phép tính, kẻ dấu gạch ngang rồi thực hiện tính từ phải sang trái. Khi thực hiện phép tính nhân thì cách đặt tính là viết thừa số thứ nhất rồi viết thừa số thứ hai sao cho chữ số của thừa số thứ hai thẳng cột với chữ số ở hàng đơn vị của thừa số thứ nhất. Kẻ gạch ngang ghi dấu nhân và tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Còn khi thực hiện phép tính chia thì viết số bị chia, kẻ dấu chia, viết số chia và thực hiện tính từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng lớn nhất. Các em nhớ nhé. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tìm thành phần chưa biết của một phép tính. Cô có bài tập số 2 trang 149. Yêu cầu của bài tập này là gì? À, yêu cầu của bài tập này là tìm x. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bài. Cô có bài thứ nhất, bài A, x cộng 1.536 bằng 6.924. Bài B, x trừ 636 bằng 5.618. Bài C, x nhân 2 bằng 2.826. Bài D, x chia 3 bằng 1.628. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài thứ nhất. Chúng ta có bài thứ nhất, bài A, x cộng 1.536 bằng 6.924. Các em cho cô biết, trong bài này, x gọi là gì? À, trong bài này, x gọi là số hạng, chưa biết. 1.536 gọi là gì? À, 1.536 gọi là số hạng đã biết. 6.924 gọi là gì? À, 6.924 gọi là tổng. Vậy, muốn tìm số hạng chưa biết, em làm thế nào? Đó là, muốn tìm số hạng chưa biết, em sẽ lấy tổng, trừ cho số hạng đã biết. Tiếp tục, cô có phép tính tìm x thứ hai. X trừ 636 bằng 5.618. Trong phép trừ này, thì x được gọi là gì? À, trong phép trừ này, thì x được gọi là số bị trừ. 636 gọi là gì? 636 gọi là số trừ. 5.618 được gọi là gì? 5.618 được gọi là hiệu. Vậy, muốn tìm số bị trừ, em làm thế nào? À, muốn tìm số bị trừ, em sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Cô có phép tính thứ ba, bài C, x nhân 2 bằng 2.826. Trong phép nhân này, x gọi là gì? À, x gọi là thừa số chưa biết. 2 gọi là gì? 2 gọi là thừa số đã biết. 2.826 gọi là gì? 2.826 gọi là tích. Vậy, muốn tìm thừa số chưa biết, em làm thế nào? À, muốn tìm thừa số chưa biết, em sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tiếp tục, cô có bài tìm x thứ tư, bài D, x chia 3 bằng 1.628. Trong phép chia này, x được gọi là gì? À, x được gọi là số bị chia. 3 được gọi là gì? 3 được gọi là số chia. 1.628 gọi là gì? 1.628 được gọi là thương. Vậy muốn tìm số bị chia, em làm thế nào? Muốn tìm số bị chia, em sẽ lấy thương nhân với số chia.
Các em hãy thực hiện bài tập này cho cô nhé. Hãy bấm nút tạm dừng video để làm bài. Cô mời các em cùng sửa bài với cô. Bạn nào làm chưa đúng hoặc còn thiếu sót thì hãy lấy bút chì và sửa lại hoặc bổ sung. Cô có bài tìm x thứ nhất. X cộng 1536 bằng 6924. X bằng 6924 trừ 1536. X bằng 5388. Bài B. X trừ 636 bằng 5618. X bằng 5618 cộng 636. X bằng 6254. Bài C. X nhân 2 bằng 2826. X bằng 2826 chia 2. X bằng 1413. Bài D. X chia 3 bằng 1628. X bằng 1628 nhân 3. X bằng 4884. Cô vừa ôn lại kiến thức về tìm thành phần chưa biết của phép tính. Vậy qua bài tập này, các em cần ghi nhớ cho cô. Muốn tìm thành phần chưa biết của phép tính, thứ nhất, chúng ta phải xác định được thành phần đó là gì. Thứ hai, chúng ta hãy nhớ lại quy tắc tìm thành phần chưa biết đó. Thứ ba, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc đó để tính. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua bài tập 3 trang 149, ôn tập về giải toán. Cô mời các em đọc đề bài theo cô. Một đội thủy lợi đào được 315 mét mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày, đội đó đào được bao nhiêu mét mương? Biết số mét mương đào trong mỗi ngày là như nhau. Sau khi đọc đề xong, thì các em hãy tìm hiểu xem đề bài cho ta biết gì, bài toán hỏi gì. Các bạn hãy gạch dưới bằng bút chì dữ liệu đề bài cho và bài toán hỏi nhé. Vậy, bây giờ các bạn hãy trả lời cho cô biết đề bài cho biết gì? À, chúng ta dễ dàng trả lời đề bài cho biết. Một đội thủy lợi đào được 315 mét mương trong 3 ngày và biết thêm số mét mương đào trong mỗi ngày là như nhau. Bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi trong 8 ngày thì đội đó đào được bao nhiêu mét mương? Cô mời các bạn tóm tắt vào vào nháp và các bạn xem cô tóm tắt. 3 ngày đào được 315 mét mương, 8 ngày đào được bao nhiêu mét mương? Bây giờ nhìn vào tóm tắt, các bạn cho cô biết đây là dạng toán gì mà các bạn đã được học? À, đây là dạng toán, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Vậy, để giải được bài toán này, chúng ta cần nhớ có hai bước giải. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tính số mét mương đào được trong một ngày, chính là cái bước rút về đơn vị, tìm giá trị một phần. Bước thứ hai là bước tìm số mét mương đào được trong 8 ngày, chính là tìm giá trị của nhiều phần. Vậy, cô đã hướng dẫn các em cách giải bài tập 3 và cô mời các bạn tự giải bài và vở cho cô nhé. Các bạn hãy dừng video để tự làm bài. Và đây là bài giải của cô. Các em cùng dò bài làm của mình xem đúng không? Bạn nào làm chưa đúng hoặc còn thiếu sót, hãy lấy bút chì, sửa lại hoặc bổ sung. Cô có bài giải, số mét mương đào được trong một ngày là 315 chia 3 bằng 105 mét. Số mét mương đào được trong 8 ngày là 105 x 8 bằng 840 mét. Đáp số 840 mét. Ngoài cách đặt lời giải trên, nếu bạn nào ghi một ngày đào được số mét mương là 315 chia 3 bằng 105 mét, 8 ngày đào được số mét mương là 105 x 8 bằng 840 mét cũng đúng nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Bây giờ cô dặn dò các em hãy ôn lại kiến thức đã học trong tiết toán ngày hôm nay, làm các bài tập vào vở và chuẩn bị cho cô bài diện tích của một hình. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các em.